Và tiếp theo chương trình, vừa nãy là mình chưa bật điện. Về bật điện rồi. Chú dựng lên đi. Ngày mai mới bật kiểu nào? Không, đây ý em là chỉ em bật thế này thôi. Không, cắt cái thằng này đi. Rồi, ok. Cắt cái thằng này đi, nuôi cái tay kia và nuôi cái tay này. Làm hai bông. Thế còn đây ngọn thì lấy một đường. Cái đoạn này về sau này ra mầm đây nhá. Cắt đây để đưa ngọn lên này, trên này ngọn này đưa tay phủ thân về này. Đưa cái tay phủ lưng lên này. Đây. Đồng thời bỏ cái này riêng. Thằng đấy không bỏ đi. Bỏ đi. Không bỏ đi. Vì lý do bỏ đi là cả cái thằng này nó sẽ thành một trục này. Thằng này trên này một trục này. Vậy thì phải đưa thằng này đi ra. Lấy mầm chạy ra để cho nó có một cái tay thân đấy. Còn cái điểm này nó mới thu đến đây. Thu đây để cái phần này khi mà lên lá nó không che bớt cái thân này đi. Anh không? Tay đấy nó bỏ. Cái tay này thu ngắn lại thôi. Còn đâu cái tay này cắt đi đến đây. Thu đến đây. Thu cái này để cho cái thân này nó không che cái phần quang này đi. Và về sau này nuôi này. Nó cành ngọn rơi xuống. Tất cả tay này là phần này là phần tay chiếu thủy, còn đây là lấy mầm. Đây mới đây. Là đường chuyển ngọn mắt, thôi. Mắt dưới này. Nằm điền nó bật rất nhanh. Nó bật xít từ đây đến đây là rất nhiều mầm. Mầm đây là có đây, đây là mắt mầm, đây là mắt mầm này. Nằm điền nó khỏe lắm. Chính đây là mắt mầm này nhá. Thì mầm nó sẽ đi lên này. Chạy ngọn lên. Mình sẽ lấy từ ở đây ra để lấy một cành phù thân để quay về đây. Sau khi lấy cành phù thân rồi bắt đầu mình mới đưa lên ngọn. Ở trên này nó chỉ còn có hai tay một ngọn thôi. Còn cái thằng này hiện bây giờ nó đang quá béo. Và cái nét công nghiệp của nó còn quá nhiều thì mình sẽ khấu cái rễ này đi. Khấu cả cái phần bóc này, bóc cả cái phần này đi. Để cho nó chuyển ra đây ra. Cái phần rễ này cũng sẽ bỏ đi. Phần rễ này nó sẽ dài quá, bỏ đi. Bên này có bệ. Lấy làm dạng theo kiểu dạng cây viền ngạn. Bám ngang vách đá. Anh chả cần phải bám đâu. Tới về làm đá cái kia làm cho anh cái cây này. Cái này là thành cây này. Hà Nội không phải bán. Đây là Hà Nội. Bao cái thằng này đi. Bao cái thằng này đi. Bao cái phần rễ bên này đi. Cái cây này hiện bây giờ cái nét công nghiệp ấy. Nó đang quá nhiều. Nó đang quá nhiều. Thì mình phải đục, mình tăng cường những cái vết đấy lên để cho nó cắt đây đi anh Vinh, ngồi góc đấy nhìn cắt đây đi được không? Vì cái này nó sẽ che hết cái này. Che đúng rồi, đoạn gấp. Cho nên mình sẽ cắt đây đi. Để lấy tay này quay về đây. Lấy tay quay về đây nhá, phủ lên nhá. Cái tay này đưa ra phía trước này, đi ra đây một bông. Hai bông với cả một cái ngọn của nó nữa. Tay này, cái tay này như anh nhá, anh sẽ lấy đây, chạy vòng dưới này, chạy vòng dưới. Cũng có thể được, tại vì là nó là tay chiếu thủy. Trên thực tế là cái này nó là tay chiếu thủy, vậy thì cái này thu ngắn lên đây, điểm mầm của nó đây rồi. Đấy. Nó mọc ra đây và anh có thể lắc xuống, nhưng mà chỉ lắc xuống dưới tầm thân của nó một chút thôi. Đấy, dưới tầm thân. Quá, nó bị đuối. Nhưng cái phần này cắt đi. Đúng rồi. Phần này để. Đúng. Đấy, thằng này để đấy. Vì nếu mà anh cắt cả thằng này đi thì tất cả đây nó thành một trục. Thì hai cái này nó như hai cái sừng bò. Hai cái này nó cân đối nhau quá, nó như cái sừng bò. Vậy thì cái này biến ra đây để cho nó thay đổi cái hướng chạy của nó đi. Cái chết nhất là lúc các ông ấy đánh lên là các ông ấy thường ông ấy hay cắt theo cái kiểu các ông không vật dáng. Các ông cứ để nguyên một dáng các ông ấy, các ông ấy cắt luôn. Cái phần rễ này nhá, đục hết tất cả đây đi. Đục hết tất cả đây đi, bóc toàn bộ phần rễ này vứt đi. Để lại từ những cái thằng này và để cân bệ bên này để tạo thành bệ cho cái cây này. Để tạo thành bệ cho cây này. Bỏ. Mà dưới này còn rễ này em này. Dưới này còn rễ này. Dưới này còn rễ thì mới để làm bệ đây. Đấy, bệ đấy quá tốt. Bên này bên này em này. Dưới này làm rễ cho nên mới để thành bệ này. Ừ. Đưa cái rễ này xuống đây. Mẹ xuất hiện cái cảnh như này. Anh đã nói này, nó xuất hiện rồi, chưa nói. Tức là không nói gì. Không biết có ai đâu. Kệ. Chỉ mỗi để ông Dũng nói thôi. Bình luận. Đây cái phần này, phần này bóc được hết đây. Cái này là người nổi tiếng nói. Phần này, phần này bóc hết đi. Bóc cả cái phần này. Bóc đi là mất hẳn nét công nghiệp. Thì nó sẽ bớt đi cái nét công nghiệp. Nó không mất hẳn nhưng nó sẽ bớt. Nhưng đi. Mà ông Dũng Coca này phải nhờ nghệ nhân Vinh Gỗ ở Hoàng Mai ấy. Đúng rồi. Đục gỗ à? Chuyên đục. Đây đồ của anh đủ hết.
Tức là nghệ nhân đấy thì có cưa máy. Đục thôi, đục thôi, đục thôi. Nghệ nhân đấy thì có cưa máy mà mình phải nhờ đến công nghệ đấy. Nhưng mà anh để anh giao dịch cho nên anh cứ để cho các bác làm. Có những nét mình không được phép cắt. Hiểu. Cái anh Vinh nói tục như thế mới bán được. Mà thích, người ta vẫn rất là thích động. Hết thì người ta làm gì có cái sáng tạo như mình. Bây giờ mà lấy cái này chẳng hạn. Đấy là đặc sản. Bây giờ chúng không được sờ tay mà nó khó chịu lắm. Nó là nghề nghiệp đúng không? Nghề của mình rồi. Có những nhiều nhát cắt phải nhường người ta. Mình không cắt hết được. Mình phải làm để cho người ta còn làm nữa. Anh tưởng mỗi người một kiểu. Làm còn để người ta còn làm cái khác, mình làm hết người ta, tranh phần hết người khác được. Lấy một cái cây về mà không được, không được cắt tỉa gì, không được cục đẹo, nó bực lắm. Không nên làm hết phần người khác. Nó bực lắm. Đúng rồi, nó như thế đấy anh. Làm dáng Huyền Nhai. Làm dáng Huyền Nhai. Huyền Nhai trông nó đẹp. Cây này, làm dáng, cây này chỉ có làm dáng Huyền Nhai là đẹp nhất. Lấy cười nhé. Không, anh cứ để đây. Bình tĩnh cái này ngày hôm chiều nay ví dụ như là ở vách đá đây thì nó trườn ra nó quăng ra kia. Cái vách đá nó lên đến đây này thì cây này nó mọc ngang, nhưng cây này trước của nó là bệ dưới này, nhưng chiều nay người ta làm cái bệ giả người ta phủ hết toàn bộ đi, nên là chiều nay mình em khai thác cái phần dưới của nó. Thế bây giờ như này nha, còn cái bệ này là bệ thật nhưng mà bệ này mình sẽ vứt đi, thì vì là nó tạo ra cái chiều dài này quá dài, nằm trên cái trục đường thẳng thế này. Thì mình bây giờ để cho phá cây đi thì mình phải cho nó tạo thành đường vặn. Thì bây giờ gốc chính của nó lại nằm ở đây. Không phải là gốc ở đây nữa mà mình sẽ cắt cái này, cắt này đi. Nhắc cả cái phần này, cứ cụm này quá dài. Để chuyển cái thân nó ngắn lại. Vì sau khi mình hoàn thiện thì cái cây nó còn ra đến đây nữa. Nên khoảng cách này, nếu mà ra khoảng cách này thì cây quá dài. Nên là nó có đầy đủ dữ liệu để làm. Mình đục cái này đi để tạo ra tì vết để cho nó đỡ đi cái nét công nghiệp của nó. Ý của bác là muốn bỏ thằng này đi. Bỏ cái này đây. Cái khúc mùi cái này thì đúng là đẳng cấp. Đấy, bỏ cái này đi. Nó lộ ra cái này mới khủng khiếp. Đấy, bỏ cái này đi. Bỏ cái thằng này đi. Đồng đèn thứ. Cái thằng này này. Bỏ thằng này đi là nó thể hiện 5 tháng. Anh Dũng nhá, để đây. Để cái thằng này lên đây này. Ra đây này. Còn bỏ từ thằng này đi. Bỏ cả thằng này đi. Thôi cắt đi. Thằng này từ đây đi. Mình đàm. Nó cái trạm mùng 8 là nó cho tầm 2-3 chục anh em về đây ngồi viết công đức bảo vợ chúng mày. Nên mà chẳng nhiều cái chuyện ác thì cũng phải tránh được một cái bè. Chuyện dần mai về đi. Đồng đen ở trên Linh Đàm. Biết sớm. Ở chỗ Nguyễn Xiển, trong cái làng này. Đúng rồi. Thằng ông cưa cái độc ra cho bác. Đồng đen ấy ít tuổi anh em mà. Em ngồi với nó 1-2 gần rồi. À mấy thằng Tâm ở số 7 Tiến Quang cái đợt. Em ra ngoài đấy em làm ngoài đấy nên là anh chọn mười mấy cây mới được 2 cây. Đồng đen nó biết rồi. Hay về đây lắm. Cây này nó bị một cái mà em đang phân vân từ lúc em xem là cái điểm này. Chân nữa. Cái điểm chân này này. Với cả cái điểm này. Cái này phải kê vào. Bây giờ như này nhá. Để cho cái đường này nó thật điệu thì giữ lại cái đường chân này xoáy ra đây để đi lên đây, nhưng lại phải đục cả cái điểm này từ đây xuống đến đây đi. Đồng đen 72. Anh Dũng hiểu nhé. Tính cái bách kia. Em thích cái bách này thôi, em thích cái đường xoắn này thôi. Đường xoắn này đi lên thôi, nhưng em không thích cái phần này. Phần này nó là cái bệ cục. Vậy thì em muốn bóc cái thằng này đi. Em muốn bóc hết tất cả cái thằng này. Tất cả cái thằng này đi. Lấy thằng đấy. Để chuyển lên thân. Có thể em sẽ vẫn giữ thằng này. Có thể em vẫn giữ thằng này, nhưng em không thích cái khoảng này. Thu đoạn kia vào. Tại vì là như này nhá, để cái thằng này nó thừa vừa tạo ra cho cái phần này nó trở thành quá lớn. Và thứ hai nữa nó lại có một cái bệ cung cực. Nên chăng thì là ta sẽ biến đi. Ta sẽ bóc đây này, nó có điểm bóc này này. Nên lúc thằng Hiếu như mình điều tra ra nó bảo đấy. Anh Đông này, để cho cái đường thân nó trong số 7 nhưng mà nó đang bị theo dõi thì anh chạy. Bắt tay với nó ra lên tận đây. Sau đó sẽ không để ở cái dáng này mà dựng đúng như cái lúc đầu tiên em dựng. Dựng ngược lên đây.
nặng đấy, đấy, nặng, 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 nặng. Đấy, đấy, như thế, như thế, như thế, như thế, như thế, như thế, như thế. Và đứng ở trên một cái tư thế đá nhưng mà không phải là đá. Vách cao non bộ của nó chỉ là một cái vách đá siêu. Nó nằm ngang lưng, ngang, ôm vách, lưng chừng của một cái vách đá siêu. Bám vách. Tranh vinh trên vách đá. À, người ta gọi là tranh vinh một cõi. Cái kia thì có thể là làm ở trên một cái núi có thể cao hơn một chút. À, bởi vì mình thu cái này vào rồi. À, mình cái này mình có đỉnh cao hơn một chút. Thu cái này rồi đúng không? Ừ. Đây này em. Nhưng mà cái này thì lại không. À rồi em hiểu rồi. Đây mình lấy cái này là cái một đằng này là cái này là vách đá siêu nhá. Vách đá siêu chảy dài như này nhá. Và cái cây nó nằm ở vị trí này đưa lên. Dáng cỏ bên xương người ta gọi là tranh vinh cõi. Thế nhưng cái này thì có thể là vách đá dựng đứng như này và hõm vào như này thì cái cây này nằm ở vị trí này đưa ra khác nhau. Cây kia đỉnh đá có thể lên thẳng so với tâm, nhưng cây này có thể đỉnh đá không vào nằm so với tâm mà nó chỉ là một cái chiền đá thôi, nó chỉ là một cái chiền đá đi lên thôi, vẫn lấy đây làm ngọn nhưng không phải là cái trạc này làm ngọn mà tận ở dưới này làm ngọn. Cắt hết cả cái trạng này đi, đục hết cả cái trạng, lấy cái chuyển này sang chuyển sang đồng ngọn. Sao, 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 sao. Nào, chị muốn về đúng không? Thì nói chuyện trên camera ấy. Và tôi muốn về. Gửi đến YouTube là tôi muốn về.